Hi, chào mừng các bạn trở lại với channel Quang Hải. Thì trong lúc này ở trên mạng có một cái bức ảnh đang làm xôn xao cộng đồng mạng, đó là hình ảnh Chúa Giêsu rực sáng trên bầu trời nước Ý. Cái bức ảnh này thì do ông Alfredo Lo Bruto, một cư dân ở thị trấn ven biển Acropoli ở miền Nam nước Ý đã tình cờ chụp được những cái vệt nắng trên bầu trời tạo thành một cái hình dáng như tượng Chúa Giêsu cứu thế nổi tiếng ở Brazil. Thì cái nghệ sĩ kiêm đầu bếp ông Alfredo này hiện đang sống tại một cái thị trấn ở Acropoli thuộc vùng Carpania nước Ý. Thì ngôi nhà của ông có một cái góc nhìn đẹp nhìn ra biển. Thì vô tình một buổi chiều giữa tháng 3 năm 2019, như vậy thì cũng đã một năm rồi, nhưng mà cái bức ảnh này vẫn còn đang rất là nóng. Thì ông đang một buổi chiều vào tháng 3 như vậy thì ông Pluto đang ngắm cảnh hoàng hôn trên biển, thì bất chợt ông thấy một cái chùm sáng xuyên qua những cái áng mây phía chân trời tạo nên một cái khung cảnh rất là ấn tượng. Thì nhanh như chớp thì ông Pluto này liền lấy máy ảnh ra mà chụp vội cái cảnh tượng mà ông thấy trước mắt. Thì sau đó ông mới đăng cái ảnh này lên Facebook và với một cái chú thích rằng là ánh sáng Chúa Kitô trên biển Acropolis. Nói như quý vị vừa mình các bạn đã đang xem cái bức tranh đó rất là thú vị phải không ạ? Thì ông Pluto chia sẻ rằng là ông rất là hạnh phúc vì những gì ông đã thấy. Thường thì ông không có thói quen là đăng lên hình lên lên trang mạng xã hội đâu, nhưng mà khi mà chụp được cái vết sáng thật là lạ và cái vết sáng này tạo cho ông rất là ấn tượng và ông muốn chia sẻ cho mọi người chiêm ngắm vì nó quá đẹp đi, vì cả một đời của ông chưa bao giờ ông thấy được cảnh tượng như thế và ông đã nhanh chụp được cái khoảnh khắc đó và ông đăng lên mạng xã hội. Thì bức ảnh lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và báo đài trên khắp thế giới đăng tải lại. Thì nhiều người dùng mạng đã vào bình luận cái bức ảnh đó, thì họ cho biết là cái cảnh tượng đó trông giống như là Chúa Giêsu hiện lên trên nền trời mờ tối đó. Một cái như các bạn vừa thấy cái bức ảnh đó, cái nền rất là tối nhưng mà có được một cái vệt sáng từ ở trên mặt trời nó chiếu dọi qua cái những đám mây đó tạo nên một cái bức ảnh giống như là Chúa Giêsu giang tay vậy đó, bức tượng Chúa Giêsu nổi tiếng của Brazil hoặc là Chúa Kitô vua ở Vũng Tàu vậy đó. Thì nhiều người đã vào bình luận đó, thì cái bức luận người ta nói là cái bức tượng nó cái bức ảnh đó thì cánh tay ngài giang như là đang ban phước và toàn thân của ngài tỏa sáng rực rỡ uy nghiêm. Thì có người là cho rằng đây chỉ là đơn giản sự kết hợp giữa ánh mặt trời và những đám mây, nhưng cũng có người tin rằng là đấng sáng thế đã tạo ra, vì vậy chắc chắn ngài có thể dùng những sự sáng tạo của mình để gửi chúng ta những cái điểm hóa cho chúng ta biết ngài vẫn đang cạnh chúng ta và lắng nghe chúng ta. Như vậy là cái bức ảnh này cũng đã xảy ra, cũng đã hơn tính ra của giờ này cũng là 13 tháng rồi đấy. Điều kỳ diệu làm nên tác phẩm nhiếp ảnh ấn tượng này là thời gian ông Pluto bấm máy và chụp cái bức ảnh đó, tại vì nó tạo ra một cái khúc sáng giữa mặt trời và đám mây tạo ra một cái hiệu ứng như vậy, thì không bao giờ là nó luôn luôn như vậy, nó luôn luôn thay đổi, tại vì mây nó luôn bay mà các bạn, phải không? Thì khi mà chụp được cái khoảnh khắc đó thì đúng là cái khoảnh khắc nó tạo ra một ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây mang hình Chúa Giêsu. Đó. Thì đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh Chúa Giêsu xuất hiện theo cách như vậy. Thì vào năm 1200 và năm 2017 thì cũng có một cái đám mây với luồng ánh sáng giống hiện thân của Chúa Giêsu cũng xuất hiện trên thành phố Manizales ở miền Trung Bắc Colombia. Các bạn thấy sao? Thì đây là một cái bức ảnh thôi, vô tình chụp lại thôi. Thì nhưng mà cũng đó cũng là thể hiện một cái gì đó cho chúng ta thấy rằng là Chúa chúng ta luôn luôn tạo ra những cái bất ngờ và gửi đến những cái thông điệp của Ngài cho thế giới qua những cái
hiện tượng, những cái hiện tượng tự nhiên, rất là tự nhiên thôi, nhưng mà nó cũng đã tạo ra một cái dấu ấn để cho những người tin vào Ngài, để mà phó thác niềm cái phó thác cái sự cái đức tin của mình vào những cái hiện tượng rất là nho nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng là một cái gì đó để và gợi hứng cho chúng ta vào những cái biến cố, rồi để chúng ta thật sự là tín thác là Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.